phát khô ấn Mô Kim Phù, lên núi cao tìm Long Quý. Người châm nến, ma thổi tắt, phong thủy theo sau chiến đấu. Là lực lượng cuối cùng của Mô Kim hiệu úy, tôi, Shirley Dương, là Dương Mập, ba người từ thành cổ tinh tuyệt quay về, bệnh máu ban đỏ, giống như lời nguyện đống vào lưng chúng tôi. Để tìm được cách chữa trị, chúng tôi đã đi khắp nơi trải qua thập tử nhất sinh, nhưng tất cả đều thất bại. Khi chúng tôi quyết định chữa tay gác kiếm, nghe theo số trời trở lại cuộc sống bình thường, thì chỗ giáo sư Tôn tìm được manh mối mới. Cỏ cửu tử hoàng hồn trong mộ của Âu Dương Dương, hy vọng chữa trị một lần nữa bày ra trước mắt. Chúng tôi bắt buộc lại phải lên được. Đây chính là núi Vô Đầu, phía sau là đỉnh thần nữ. Nơi bí mật đó chắc ở quanh đây. Quan Sơn Thái Bảo này quả là danh bất hư truyền. Nơi này đúng là phong thủy bảo địa. Nơi trọng lớn thế này, làm sao chúng ta có thể tìm được lối vào? Đây chính là lúc Mô Kim hiệu úy của chúng ta phát huy tác dụng rồi. Tìm trồng đãi vàng, nhìn quanh núi, mỗi khúc quanh co một chìa khóa. Nếu cửa có hàng nghìn ổ khóa, chắc chắn Dương Hầu ở chốn này. Lối vào cổ mộ ở đó. Giáo sư Tu, đây chính là cửu tử kinh lăng giáp mà ông nói ư? Đúng thế, mọi người tuyệt đối đừng động vào nó, gai của nó có kịch độc. Anh Hồ, làm sao đây? Tôi còn nhớ, trong thập lục tự âm dương phong thủy mật thuật có viết thế này: thiên vận địa khí có thể định phong thủy, âm dương hỗn loạn có thể sinh yêu ma. Thứ này vốn sống trong mộ, giờ nó mọc ở đây. Trong tài liệu sử sách có ghi, giống hệt với câu nói cổ xưa: mỗi vật hàng một vật, sáp nến dầu gan cá mập, có thể mở được cánh cửa lớn này. Được không thế? Nào nào nào, mau mau mau. Cẩn thận. Đi. Giáo sư Tôn, ông xem đầu tượng Ngọc Nhân, hình như người đó có đeo chiếc mặt nạ đồng nung vậy. Chẳng có cả khe hở để thở, tôi chưa bao giờ thấy thế này. Lẽ nào là lễ chôn đầu? Chúng ta đi quanh tiệm xem. Đi. Hình như ở đây không có lối ra. Nếu muốn ra thì phải làm thế nào? Tôi vừa xem qua, đây đúng là một cái hang chết, hình như không có đường ra. Đây đều là những văn vật lịch sử quý báu, mọi người nhất định phải cẩn thận. Sao cái mặt này lại quay ngược lại thế? Có tiếng động.
ô kim cương. Shirley, em bảo bệnh của chúng ta có di truyền sang con cái thật sao? Vâng. Giống như năm đó mẹ em di truyền cho em. Nếu anh lo lắng chuyện này, em sẽ đi bỏ đứa trẻ đi. Em điên rồi sao? Em không thể để con mình vừa chờ đợi đã không có bố. Lẽ nào muốn nó vừa sinh ra vừa có cái này gì anh sao? Anh không làm được. Vậy thì anh đừng đi được không? Chuyện này anh nghĩ kỹ rồi đừng nói nữa. Hồi tôi ở dưới quê, tôi có quen một người. Hồi viện trợ Triều Tiên chống Mỹ, người này là đoàn trưởng họ Phong. Ông ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện về cổ mộ thôn Địa Tiên. Nó do phong sư cổ của Quan Sơn Thái Bảo xây nên. Nghe nói trong cổ mộ này có một loại cỏ cửu tử hoàng hồn. Có lẽ nó có thể chữa được chứng bệnh nan y của các cô cậu. Tôi chưa từng nghe nói về cổ mộ thôn Địa Tiên. Mà bà, cậu nghe bao giờ chưa? Tôi chưa nghe nói. Nhưng giờ tôi rất muốn nghe. Hàng trăm năm nay cũng có người từng vào đó, nhưng không ai có thể sống sót đi ra. Làm sao chúng tôi vào đó được? Cậu qua đây xem. Ở tỉnh Tứ Xuyên có trấn Thanh Khê vách núi Quan Tài. Muốn đi vào ngôi mộ này được, bắt buộc phải có hai chiếc chìa khóa. Đó là nến dầu gan cá mập và gương cổ quy khư. Tôi còn xin giấy phép khai quật cổ mộ. Tôi hy vọng qua lần này có thể tiến hành khai quật và khảo sát cổ mộ thôn Địa Tiên Triều Minh quy mô lớn một lần. Giáo sư Tôn cứ yên tâm, tôi đã xông pha giang hồ nhiều năm, ngoại trừ đại náo thiên cung ra những chuyện khác không có gì là chưa làm cả. Ông cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi điện thoại của tôi. Đợi tôi tìm được gương cổ quy khư, chúng ta sẽ lên đường. Ông làm nghiên cứu khảo cổ của ông, chúng tôi sẽ giúp cướp quốc bảo. Có thái độ này của hai cậu, vậy tôi đợi tin tốt của các cậu. Anh về rồi à? Sao muộn thế? Anh đi uống với cậu mập vài ly. Cậu ấy uống nhiều quá. Anh vừa đưa cậu ấy về, giờ còn nôn cơ. Nếu như hai anh uống rượu, anh mập uống nhiều như thế, anh có thể tỉnh táo được sao? Cậu ấy nhớ lại chuyện xưa, xúc động quá. Chuyện tối qua anh nghĩ thế nào rồi? Anh cảm thấy em nói cực kỳ có lý. Hồ Bác Nhớ, em không muốn anh đi mạo hiểm. Khó khăn lắm chúng ta mới rửa tay gác kiếm. Anh cũng đã ném mô kim phù đi rồi. Giờ chúng ta không nên nghĩ đến chuyện dưới đất nữa. Hai ngày nay đầu óc anh hơi rối bời. Anh muốn cùng cậu mập ra ngoài cho khuây khỏa. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về nhé. Anh bạn, chúng tôi tìm ông chủ của các anh. Làm bộ gì? Gọi Đại Kim Nha ra đi. Anh Mập, anh Hồ, sao hai anh lại đến đây? Ông chủ Kim đi vắng, khi nào mới về? Có thời gian chính xác không? Phải rồi anh Mập. Ông chủ Kim để lại mảnh giấy, bảo tôi giao cho cô Shirley. Cô ấy không đi cùng, đưa cho tôi. Vậy không được, tôi phải tự tay đưa cho cô Shirley. Tôi đến rồi, anh đưa cho tôi. Gửi cô. Không phải đã nói là không gọi cô ấy đi sao? Sao cô ấy lại tới đây? Vậy sao cô ấy lại tới đây? Đi đi đi, mau chuồn thôi. Sao bất cẩn vậy chứ? Anh Mập đã nói với em rồi, anh yên tâm. Cậu nói gì? Em có cách. Cậu Mập, cậu được lắm. Cậu lại nói gì với Đại Kim Nha? Anh, tôi... Dương Tham Mưu, sao cô lại đến đây? Mô Kim hiệu ý, hợp ác sống, tan ác chết. Anh bảo sao tôi lại đến? Có lẽ là ở đây. Nhìn cũng biết là tiệm quan tài. Anh xem phía trên đều là các hộp gỗ, giống như tổ ong của người nuôi ong vậy. Chắc ông chủ ở đây đến từ núi Tổ Ong. Núi Tổ Ong. Núi Tổ Ong cũng là dùng nghệ nhân trong 72 nghề. Tiệm thế này rõ ràng là hoàn toàn treo đồ dê bán thịt chó. Nếu người lạ bước vào, chủ tiệm sẽ không bán hàng thật sự. Mấy vị muốn mua gì vậy? Chúng tôi muốn mua nến, giấy trắng, cuộn chỉ, diêm, đường viên. Cô gái,
Chúng tôi muốn mua nến có thương hiệu, chúng tôi không mua hàng không tốt. Tôi nói rõ trước, nến này của chúng tôi không ngon đâu. Cô bán hàng này thú vị đấy chứ. Huyền muội, không được vô lễ. Ông chủ, chúng tôi muốn lấy vài món hàng ở chỗ ông. Có đồ xịn không? Các vị khách, hàng quá đều bày ở trên kệ. Anh cần gì, cứ bảo Huyền muội lấy cho các vị. Vượt qua núi cao ngẩng đầu nhìn, trên núi một mặt biển chữ vàng, biển chữ vàng rồi biển chữ bạc, xếp lần lượt đều là chữ ông. Một chiếc gương chiếu hai mặt, chiếu ra kim phượng mặt trạng trở. Không biết đường nào qua núi ông, phải biết biển chữ ông vàng bạc. Gió thổi diều bay lượn theo, trôi quất ngựa phi dội lên đường. Đội ngũ không đủ mong đừng trách, lễ độ thô lỗ đừng bận tâm. Trên núi dưới núi từ đâu tới, không trên không dưới, muốn mời tráp ông. Ông chúa dễ gặp, tráp ông khó mời. Không biết muốn mời đi đâu. Trà dành cho sơn khách, cửa đón quân ngũ hồ, đều là người trong núi, hà tất hỏi ngọn nguồn. Hay. Lời nói có lý. Huyền muội, mau mời khách vào trong. Quý khách, mời vào trong. Hóa ra các vị đến mượn gương cổ quy khư, để đến cổ mộ thôn địa tiên. Nếu lão hữu không nhìn nhầm, các vị đều là những người đáng tin. Chuyện cứu khổ cứu nạn trong giang hồ đều đưa vai tương trợ. Huyền muội, mau mời gương cổ quy khư ra đây. Đây chính là gương cổ quy khư, dài rộng đều 3 tấc, nặng 3 cân 2 lạng. Điểm đặc biệt nhất chính là dương quả tôi luyện thành. Theo truyền thuyết, nó có thể mở được cửa cổ mộ. Một người bạn làm khảo cổ nói với tôi rằng cổ mộ thôn địa tiên nằm ở trấn Thanh Khê trong địa hạt tỉnh Tứ Xuyên. Hai người cười gì chứ? Hai người biết ở đâu ư? Huyền muội chính là người trấn Thanh Khê. Các vị, lão hữu tặng các vị một bảo bối. Đúng thế. Để Huyền muội dẫn các vị đi. Đi. Cô mập, quay cái đầu lại đi. Được. Không quay được. Cẩn thận. Các vị,
Giờ đoạn lông thạch đã hạ xuống, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước để tìm lối ra. Thế nào? Xem ra chúng ta phải leo lên rồi. Anh đi trước. Giáo sư Tôn, ông bị thương rồi, đi theo tôi. Cậu Mập, cậu Bộc Hậu, ngộ nhỡ có chuyện gì còn có thể tiếp ứng, Mập tôi sẽ làm hậu thưởng cho anh. Nhảy đi. Nhảy đi, không sao. Cô nhảy được không? Cô nhảy đi. Anh Mập, anh không sao chứ? Không sao. Mập tôi sợ độ cao, mọi người không biết sao? Anh Hồ, anh có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là giọng từ phía dưới lên. Cẩn thận, chuột ăn thịt thối. Bọn chuột này chỉ ăn thịt thối, không ăn thịt người sống. Mọi người đừng chọc giận chúng là được. Thịt thối có gì ngon chứ? Ông Mập mời bọn mi ăn thứ ngon hơn. Cậu Mập, cậu giỏi lắm. Thế nào, xúc xích của ông Mập ngon chứ? Đi thôi. Cầu này an toàn. Chúng ta đi thôi. Đợi đã. Lần này tôi qua trước. Anh Bộc Hậu. Đi thôi Quyền Mùi. Cẩn thận. Giáo sư Tôn. Dân, ông qua trước đi. Chúng tôi sẽ theo sau. Đi thôi. Đợi đã. Em có chuyện muốn nói với anh. Sao thế? Em không được khỏe à? Anh không thấy giáo sư Tôn có chút kỳ lạ sao? Giáo sư Tôn, ông ấy làm sao? Vừa rồi em thấy chùi ăn thịt thối, đầu và vết thương của giáo sư Tôn hút máu. Em không nhìn nhầm chứ? Vừa rồi em nhìn thấy rất rõ, chùi ăn thịt thối không như các loại côn trùng khác, nó chỉ đậu trên xác chết. Đó lại bị giáo sư Tôn thu hút. Rốt cuộc ông ấy là người chết hay là người sống? Nếu ông ấy là người chết thì không thể cùng chúng ta đi bộ đến đây. Có thể âm khí ở khu mộ này quá nặng, trên người khó tránh khỏi bị dính âm khí. Cũng không thể dựa vào một con ruồi ăn thịt thối mà phán đoán giáo sư Tôn là xác chết biết đi. Huống hồ chúng ta còn có chân lừa đây. Quyền Mũi, Quyền Mũi, không sao không sao, tôi tóm được cô rồi. Ông còn nhìn, mau qua giúp đi, Tôn lão cửu. Không sao chứ? Chuyện gì thế? Anh nói xem, nguy hiểm thế nào anh xem. Hình như cây cầu này không chịu nổi trọng lượng của 5 người chúng ta. Mau đi thôi, đi thôi, đi thôi.
Cẩn thận. Vừa rồi có chuyện gì thế? Tôi không biết. Tôi cảm giác có bàn tay lôi tôi xuống. Ghê thế ư? Có phải tự cô không đứng vững không? Không phải. Đúng là có bàn tay lôi tôi xuống. Giáo sư Tôn, ông sao thế? Không sao chứ? Lúc kéo quyền muội, tay này phải gắng sức quá. Độc tính ở vết thương sắp phát tán rồi. Hình như bên này có đường đi. Nhưng chúng ta nhiều đồ thế này, có vẻ như không vào được. Mang theo thứ cần thiết, những thứ khác bỏ lại đây. Anh bỏ đồ ăn thức uống và dụng cụ lại đây thì sau đó phải làm thế nào? Giờ không kịp suy tính nhiều như thế. Độc tính của giáo sư Tôn phát tán rồi, không biết còn đi được bao xa nữa. Chúng ta phải đi thật nhanh. Đi thôi. Mọi người qua xem này. Trên tấm bia đá này có chữ: một đại dương tốt, có thân không đầu, nương tử không đến, cửa núi không mở, cầu tiên vô hình, mắt thường khó thấy, đá rơi xả thân, một bước lên trời. Ý của nó là gì? Đây chính là Quang Sơn chỉ mê phù. Năm đó Đoàn Trưởng Phong đã nói với tôi hai câu trước, không nhắc đến mấy câu sau. Đằng kia có cái chân. Đừng sợ, đó là xác khô thôi. Tôi không sợ. Tôi nói cho anh biết ở đây có người. Có điều sao xương người này lại màu đỏ nhỉ? Hình như tôi từng nghe ông nội nói đây cũng là một loại bệnh di truyền, giống như bệnh ban đỏ sau lưng vậy. Nhìn dáng vẻ người này chắc là chết rất lâu rồi. Lạ thật. Lẽ nào người này đến trộm mộ? Cô tưởng đây là công viên giải trí sao? Mô Kim hiểu ý chúng ta tốn bao nhiêu công sức mới vào được, người bình thường vào được sao? Giáo sư Tôn, có phải ông quen người này không? Sao tôi có thể quen người ta được chứ? Tôi giống như mọi người, cũng là lần đầu đến đây. Mọi người nghĩ xong chưa? Chúng ta mau lên đường thôi. Đi thôi. Ông Tôn, ông gọi gì chứ? Nghĩ chút đã. Hồ Bát Nhất, anh gọi gì chứ? Đúng không? Theo đi. Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không? Ở đây không có đường. Từ lúc đến đây vẫn là con đường này mà. Lẽ nào trước đây chỗ này cũng có cầu, nhưng giờ sập rồi. Nhưng phía đối diện không có lối vào. Nếu có cầu thì thông đi đâu? Liệu có phải là điều mà Quang Sơn chỉ mây phụ trên tấm bia đá nói: cầu tiên vô hình, mắt thường khó thấy. Nó nói có một cây cầu vô hình, nhưng còn câu đá rơi xả thân, một bước lên trời là ý gì?
Lẽ nào lối ra tiếp theo ở trên trời? Tôi nói cho mọi người biết, tôi sợ độ cao, tôi không leo núi đâu. Giờ ở đây gió lớn như thế, hỏi ba chúng ta thì phải làm thế nào? Gió. Tôi biết rồi. Nhân đạo tràn trề, quỷ đạo vô hình. Dương cưỡi ngựa, âm cưỡi gió. Duyên nội gió, mây quá rộng lượng. Sông núi, ác có đường trời đón. Đây là động tự quyết thuyết trong thập lục tự âm dương phong thủy mật thuật. Ý của nó là người xưa biết lợi dụng điều kiện tự nhiên để tạo nên các khả năng. Đá rơi xả thân một bước lên trời. Ý của nó là lối vào núi này có lẽ ở phía dưới. Cậu Mập, giúp tôi với. Một, hai, ba. Quả nhiên là vậy. Phong sư cổ đã lợi dụng sức gió lớn giữa hai ngọn núi, đặt vị trí lối vào ở nơi luồng gió giao thoa. Nếu chúng ta nhảy xuống, sức gió sẽ đẩy lên, chúng ta sẽ không rơi xuống. Chúng ta chỉ cần đến đó, xoay người một cái là sẽ bị thổi vào trong hang. Tôi không biết dưới chân núi có gió hay không, nhưng Hồ Bát Nhất Anh chắc chắn bị điên rồi. Nhưng vừa rồi tảng đá đó đã bị da dở ta. Điều đó chứng tỏ vị trí của chúng ta không đúng. Vị trí chính xác nên là ở ở bên kia. Không được, như thế quá nguy hiểm. Ngồi nhỡ hướng gió thay đổi thì sao? Ngồi nhỡ anh tính sai thì sao? Đúng thế, chúng ta đâu biết phía dưới thế nào. Thế này đi, chúng ta tạm nghỉ, bàn tính đã. Vậy cậu nghĩ đi. Đợi tôi ra rồi gửi điện báo cho cậu. Đây không phải là vấn đề ai trước ai sao? Như thế quá nguy hiểm. Đã đến đây rồi cũng không quay lại được. Yên tâm, anh đợi em phía dưới. Hồ Bát Nhất, Hồ Bát Nhất, Hồ Bát Nhất. Ở đây, ở đây. Xuống đi. An toàn. Không sao chứ, không sao. Ông Tôn, ông trước đi. Cậu Mập, cậu trước đi. Không, ông trước. Cậu chắc tôi đi trước chứ? Tôi chắc chắn ông trước. Vậy được, tôi trước. Chắc là cậu sợ rồi. Ông nói tôi sợ. Tôi là kính trên nhường dưới. Ông đợi đấy. Tôi đi trước, được. Vậy cậu phải cẩn thận một chút. Cẩn thận nhé. Cẩn thận. Chết thì chết thôi. Không được, mình không nhảy được. Mình phải quay lại. Đừng mà. Còn nhìn sao, mau đỡ tôi đi. Đừng nhiều lời, mau qua đây, mau lên. Đỡ tôi đi. Hồ Bát Nhất, đỡ đi.
Mọi người xem, ở đây có xác khô. Là Đoàn trưởng Phong. Chính là người nói cho ông biết đoạn câu đố đầu tiên ư? Đợi đã. Xương của người này màu đỏ, giống như người lúc trước. Quyền Mùi, lúc trước cô nói đây là một loại bệnh di truyền. Lẽ nào giữa họ có quan hệ gì đó? Có thể có quan hệ huyết thống. Vậy cả nhà họ đến đây làm gì? Giáo sư Tôn, ông có biết họ có quan hệ gì không? Tôi không biết. Khóa cửu cung ly hổ là cái đó sao? Chúng ta qua xem. Đợi đã, tôi chôn cất ông ấy đã. Giáo sư Tôn, sao trên người ông lại có thịt thối rữa? Tốt nhất ông giải thích rõ đi. Lúc trước trùi ăn thịt thối hút máu ông, giờ trên người ông bắt đầu có thịt thối rữa. Rốt cuộc ông là người chết hay người sống? Cô đang nói linh tinh gì thế? Không phải tôi đang khỏe mạnh đứng trước mặt cô sao? Sao tôi là người chết được chứ? Ông giải thích thịt thối rữa của ông là thế nào? Được, tôi giải thích với hai người. Khi Phong Sư Cổ xây dựng thôn địa tiên này, ông ấy đã giết rất nhiều người chôn theo. Ở nơi này âm khí rất mạnh. Tôi lớn tuổi thế này, dương khí suy nhược, nên bị âm khí tấn công. Thế nên nó đã bị viêm thối rữa. Vậy Đoàn trưởng Phong và xác chết lúc nãy có quan hệ gì? Tôi luôn cảm thấy hình như ở đây có bí mật gì đó giấu chúng tôi. Phải, cô muốn nói tôi giấu mọi người? Cô còn nghĩ xem, chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện sống chết, tôi có thể giấu mọi người gì được nữa chứ? Tôi mời cô cậu đến cũng là muốn giúp cứu con của cô cậu. Được, ông thật sự đủ mạnh mẽ như thế. Vậy ông xem đây là cái gì? Không, Hồ Bác Nhất, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Giờ là thời đại nào rồi, cậu cầm chân lừa đây làm gì? Ông còn sợ cái này? Nếu ông không phải xác chết biến đi, ông sợ gì chân lừa đen chứ? Hồ Bác Nhất ơi, Hồ Bác Nhất, cậu đúng là đồ vô ơn. Tôi luôn giúp đỡ cô cậu, sao cô cậu có thể nghi ngờ tôi chứ? Gì cũng được, nhưng cậu không được sỉ nhục nhân cách của tôi. Nếu cậu còn có tin tôi, liều mạng với cậu không? Ông hiểu làm rồi. Vừa rồi tôi thấy ông nặng chữ tâm sự, muốn dùng cái này để giữ tinh thần chủ nghĩa lạc quan cách mạng của ông, nên mới đùa với ông. Nếu ông cảm thấy cái chân lười đen này sỉ nhục nhân cách của ông, thì dứt nó đi được rồi. Sao cô lại vậy chứ? Ông tôi từng nói với tôi về loại khóa này. Tại sao nó gọi là khóa cửu cung ly hổ? Trong xã hội truyền thống Trung Quốc, cửu là con số cực kỳ quan trọng. Phim được thuyết minh tại tvhay.org. Cô cậu nói gì cũng được. Lúc này chúng ta phải mau chóng tìm lối ra.
tìm được lối ra. Tôi sẽ ăn chiếc chân lười đen này trước mặt hai người đã chứng minh. Cái khóa này dùng suối nguồn cửu cung trong Hà Lạc chi thuật để chế ra. Câu nói đó nghĩa là gì? Ý là nhất định phải theo tuần tự cố định lần lượt mở các khóa. Nếu không làm sao? Anh Hồ, cậu lại chạm vào cái gì thế? Tôi chỉ chạm nhẹ thôi mà. Cửa mà, phải mở nó ra chứ. Hoạt động rồi. Chấn Nghên Du chủ yếu khắc sông Tứ Long Tề, xuất sông Âm Tứ Dương. Qua đây đi. Lôi địa dự nhất cương quá ngũ như, khôn bát phục tam dương ngũ âm, thủy địa tỷ, thái cực hạ tứ âm, quần âm ứng thương, thượng hạ tương ứng, quả địa tấn, minh xuất địa thượng điệu, nhị long tương ứng, châu hoàng càn khôn. Anh Mập, kéo tôi chiếc khóa cuối cùng. Khóa gì chứ? Không được. Là cái này sao? Quyền mũi. Dừng lại rồi. Hồi nhỏ ông nội kể cho anh nghe một câu chuyện. Ở một thôn sơn hẻo lánh, có hai gia đình sống dựa vào nghề bán quẩy.
Nhưng trong thôn có rất ít người. Chỉ dựa vào bán quẩy, hai nhà họ không thể sống nổi. Một hôm họ nghĩ ra một cách. Họ chỉ vào chảo dầu rồi nói: ai dám nhảy vào chảo dầu này, sau này nhà đó sẽ được bán quẩy. Trong số họ có một ông già cởi đồ định nhảy vào. Con cháu ông hỏi tại sao. Ông nói với chúng rằng: nếu ông chết, con cháu ông đời sau có thể ăn no. Thế là đáng. Ban đầu anh không hiểu, cảm thấy ông ấy cực kỳ ngốc. Tại sao không nghĩ cách giải quyết khác chứ? Nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Cháu dầu này anh phải nhảy. Dậy cãi đi. Cửa này mở rồi. Chà chà, đúng là có bút thần này. Mực màu vàng đó chắc là một loại khoáng chất đặc biệt, có phản ứng hóa học với bức tường đá này. Giáo sư Tôn đâu? Mọi người xem, thi thể của đoàn trưởng Phong bị người ta đào đi rồi. Không phải là giáo sư Tô mang đi đâu rồi chứ? Ông ấy đem cái đồ đi làm gì? Nó có ăn được đâu? Có phải ông ấy vào xem trước rồi không? Lấy đồ đi, chúng ta vào trong xem. Anh xem, đợi tôi với. Sao lại có cổ quan tài đặt ở đây? Cô xem câu hỏi của cô kìa. Chúng ta đến đây không phải để tìm quan tài sao? Cô nên nói là: chà, cuối cùng tìm được cổ quan tài ở đây rồi. Cuối cùng sự nghiệp cách mạng của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Cổ quan tài này để ở đây có chút kỳ lạ. Chúng ta mặc kệ nó đi. Tại Shirley nói đúng đấy. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Đi thôi. Tôi... không sao, đừng sợ. Nguyên muội, đừng sợ. Thế này có tính là chào hỏi chúng ta không? Chẳng có gì cả. Lại không có gì cả, lại uổng công rồi. Đi thôi, đi thôi. Mùi gì thế? Kinh quá. Hồ Bát Nhất, Hồ Bát Nhất, anh Mập, đi mau.
Hồ Bát Nhất, 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 anh đi đi, không kịp nữa rồi. Dù sao em cũng không muốn sống nữa. Em không muốn di truyền bệnh máu đỏ đó cho con chúng ta. Con ư? Bệnh máu vàng đỏ sẽ di truyền sang con của chúng ta, giống như năm xưa mẹ di truyền sang cho em. Em không muốn nó giống như em. Không, vậy anh cũng phải cứu em ra. Không kịp nữa rồi, anh mau đi đi, anh mau đi đi. Anh không muốn để em chết. Hồ Bác Nhất, anh phải sống tiếp thật tốt. Shirley, Shirley, Shirley. Tên khốn này, ăn gan báo hùm tim báo rồi. Đừng để tôi gặp hắn, tôi phải cho. Con quái vật vừa rồi là gì chứ? Có thể là thuật mượn tên chuyển quan của Quan Sơn Thái Bảo. Chính là lợi dụng mùi khí và đạo cụ khiến con người sinh ra ảo giác. Quan Sơn Thái Bảo, đó chẳng phải là cùng môn phái với Phong Sư Cổ sao? Ông Tôn đó sao lại biết dùng thuật ảo giác của nhà họ Phong chứ? Cô nói cháu Sư Tôn có liên quan đến Quan Sơn Thái Bảo ư? Giờ gương cổ khuy khư và nến dầu gan cá mập đều ở trong tay ông ta. Nghĩ lại tiếng cười vừa rồi của ông ta, tôi thật sự muốn dạch mồ ông ta ra rồi nhét bít tất vào đó. Anh Hồ, anh nói gì đi, ngay người gì thế? Đi thôi, chúng ta đi tìm giáo sư Tôn. Đi lâu thế rồi tìm ở đâu chứ? Giờ chúng ta chỉ có thể tìm được giáo sư Tôn mới có thể rời khỏi đây. Nếu tôi đoán không lầm, đi qua cửa hàng phía trước là có thể đến được thôn Địa Tiên. Nhất định giáo sư Tôn ở đó.
Phong sư cổ xây cái thôn lớn như thế này ở hang này. Đây chính là cổ mộ của thôn địa tiên. Chắc là không sai. Bố cục và đường đi ở đây hoàn toàn giống như trấn Thanh Khê. Đi qua đường ngầm này là đến nhà cổ Phong gia. Đi cẩn thận. Cẩn thận một chút. Nhìn kìa, ở đây có cầu thang. Nhìn thấy rồi. Đây là nhà sau của Phong sư cổ. Đây chắc là kết cấu của nhà âm dương. Phía trên là nhà dương, phía dưới là nhà âm. Mộ của Phong sư cổ chắc chắn ở phía dưới. Chắc giáo sư Tôn đã ở đó. Đi, đuổi theo. Sao các người tìm đến đây được? Đi đường tắt. Ông hiểu chứ? Tốt nhất ông phải giải thích rõ. Rốt cuộc ông là ai? Rốt cuộc ông có mục đích gì? Giáo sư Tôn, thực ra ở đây không hề có cỏ cửu tử hoàng hồn có thể cứu chúng tôi đúng không? Cái gì? Họ Tôn kia, nói đi. Đừng trách ông Mập không khách sáo với ông. Giáo sư Tôn, mục đích ông đến đây liên quan đến hai cái đầu lâu đỏ này hả? Tôi nói cho các người biết, tôi vốn không phải họ Tôn. Tôi họ Phong. Tôi là Phong học võ. Vị này, ông ấy là cha của tôi. Tên là Phong Sư Bách. Vị này thực ra là anh trai của tôi. Tên là Phong Học Văn. Anh trai ư? Quang Sơn Thái Bảo của nhà họ Phong chúng tôi cũng giống như Mô Kim Hiệu Ý các người, chính là một đám trộm mộ. Sau này nhà họ Phong chúng tôi bị hoàng thượng tịch thu, đời kiếp hưởng hoàng phong, địa vị hiển hách. Chưa được mấy đời, cơ nghiệp nhà chúng tôi đã rơi vào tay Phong sư cổ. Người này tâm thuật bất chính, một lòng muốn tu luyện thành thi tiên, có thể trường sinh bất lão. Hắn không chỉ làm trái tổ quấn, xây dựng thôn địa tiên này, giết rất nhiều người dân vô tội để tuẫn tán theo hắn. Hắn đem tất cả cơ nghiệp và tài sản của nhà họ Phong chung hết ở thôn địa tiên này. Người Trung Quốc chúng ta coi trọng nhất là thứ gì? Coi trọng nhất là tổ tiên. Gia tộc nhà họ Phong có rất nhiều người phản đối, nhưng đều trúng lời nguyền của Phong sư cổ. Hậu nhân của Phong gia đều biến thành xác chết biết đi, vô chi vô giác. Sau khi chết đều biến thành xương cốt đỏ, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tôi đã dùng quỷ môn tam thập trăm chế ngự độc tính trên người mới không bị phát hiện ra. Bố và anh trai tôi vì giải cứu hậu vệ của chúng tôi mà lần lượt vào núi Bạc Vô Âm Tính. Dù có thịt nát xương tan, tôi cũng phải tiêu diệt Phong sư cổ, phá giải lời quyền để an ủi vong linh của bố và anh trai của tôi ở trên trời. Lão hồ ly này, quá trào có lý do tiếp cận chúng tôi. Dương tham mưu của chúng tôi đang mang thai đấy. Động thai thì phải làm thế nào? Chuyện đã đến nước này, cậu còn tin cô ta có thai thật sao? Đó là tôi dùng thuật ảo giác. Ông nói gì? Ông nói lại lần nữa xem. Phản ứng mang thai của Shirley là tôi đã cho cỏ miêu cương hỷ lạc vào nước uống của cô ấy. Nếu tôi không làm như vậy, sao các người có thể đồng ý cùng tôi xuống đây chứ? Đồ khốn! Anh Hồ, cậu đừng qua đây. Phong sư cổ có để lối ra trong huyệt mộ này, chính là một trong những cái trụ phía sau.
dùng số thuốc nổ này có thể làm nổ nó. Chỉ cần các người giúp tôi tìm được phong sư cổ, tôi sẽ để các người ra ngoài. Nếu không, chúng ta sẽ cùng kết thúc. Đừng kích động. Làm đi, cùng kết thúc đi. Dù cậu có đánh chết tôi, các người cũng không ra ngoài được. Không ra được, tôi cũng phải đánh chết ông. Anh Hồ, anh bình tĩnh lại rồi nói. Buông ra, anh nghĩ cho mọi người, anh nghĩ cho Dương Tham Mưu, anh nghĩ cho Dương Tham Mưu đi. Đợi các người giúp tôi tìm được phong sư cổ, tôi để các người chém 100.000 nhát dao. Vậy giờ ông gọi Thi Tiên đó ra đây cho tôi. Tôi đây đang ngứa tay. Qua đây ông già, còn nhìn sao? Anh Mập, kim mộc thủy hỏa thổ, đây là thuật ảo giác cấp cuối của phong sư cổ, thì vệ ngũ hành. Không giải quyết được nó, chúng ta không thấy được phong sư cổ. Vậy giờ phải làm thế nào anh Hồ? Còn có thể làm thế nào? Giỏi lắm, chúng cũng đâu lợi hại lắm. Đừng có coi nhẹ, còn 4 tên nữa đấy. Mọi người xem, chúng đang làm gì? Sao còn có thể sống lại chứ? Không đánh chết được. Một sinh quả, thế nên mộc có thể làm quả sống lại. Vậy giờ phải làm thế nào? Chúng ta đừng để nguyên tối tương sinh của chúng ở gần nhau thì sẽ không sống lại được. Giáo sư Tôn, Quyền Mùi, hai người đứng yên ở đây. Được, việc tiếp theo cứ giao cho Mô Kim hiệu úy. Cẩn thận đấy. Mày còn nhổ bọt vào tao. Mày đánh răng chưa hả? Con mập Hồ Bát Nhất, quả sắp đến cứu thổ. Ngăn hắn lại. Kéo hắn ra một chút. Có ông mập, cô yên tâm. Cậu mập, phía sau, phía sau.
Đòn xoay được đấy, hôm nào dậy tôi nhé. Với trọng lượng của anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thực ảo giác thì dậy ngũ hành, coi như quá giải được rồi sao? Chắc là quá giải được rồi. Quá giải rồi. Đây chính là quan tài của Phong sư cổ sao? Sao cổ quan tài này lại lơ lửng trên không trung vậy? Cổ quan tài này và mặt đất được tạo ra từ những vật liệu đặc biệt. Vật liệu đặc biệt này chắc là dẫn thạch. Dẫn thạch và vật liệu của mặt đất sinh ra sức đối ứng. Sau khi năm thị vệ bị phá giải, từ trường thay đổi, quan tài bị hạ xuống. Nhưng làm sao mở được cổ quan tài? Chắc là mở từ phía dưới. Nào, chúng ta cùng mở nó ra. Nào, đợi đã. Quy tắc cũ. Người châm nến, ma thổi tắt. Phong thủy theo sao chiến đấu. Quan tài đồng xanh trong quan tài. Bát tự không tiện chạm vào đó. Sao quan tài này nhẹ thế? Có lẽ liên quan đến từ trường. Đi. Ta tìm thấy ngươi rồi. Cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi rồi. Người bình thường chết xong đều nằm trong quan tài. Mong có thể được chuyển thế đầu thai làm người. Nhưng Phong sư cổ, hắn không muốn làm người. Hắn một lòng muốn thành tiên. Thế nên hắn mặt nhìn xuống đất, theo dõi chúng sinh. Chúng tôi không có hứng thú gì với Phong sư cổ của ông. Nói cho chúng tôi biết lối ra ở đâu. Đưa sẻn công binh cho tôi. Lối ra ở đâu? Đưa sẻn công binh cho tôi. Cha, thể của Phong sư cổ lại biến mất chứ? Không phải biến thành bánh chưng ép rồi chứ? Bây giờ chỉ có thể chém đầu ông ta xuống thôi, không được. Ông ta chết chúng ta sẽ không ra ngoài được. Nhưng giờ ông ta thế này rồi, sợ rằng không nhớ nổi lối ra ở đâu đâu.
anh Mập. Nguyên Bụi, Nguyên Bụi, tôi liều với ông. Đừng giết ông ta, giết ông ta không sai được đâu. Quy khư là cực dương chi vật, nó và cực âm của cơ thể phong sư cổ tương khắc. Thiên địa nhân quỷ, thần phật ma xúc, nhiếp trấn độn vật, quá âm dương không. Hồ Bát Nhất, nhất định tôi sẽ giữ lời hứa. Tôi đi mở cửa cho cậu. Cha, anh, con đến rồi. Giáo sư Tôn, không sao chứ? Tôi không sao. Trong này chắc là lối ra. Đi, đi, đi mau. Đi, đi mau, đi mau. Chị Shirley, mau lên. Anh Hồ, mọi người cẩn thận đấy. Ở đây có cửa ra. Được rồi, đi, đi thôi. Ha ha ha.
cuối cùng chúng ta đã ra ngoài rồi. Chị Shirley, hóa ra mọi người sống ở đây à? Thế nào? Được đấy chứ. Thật là đẹp. Nào, bên này. Buông tay ra nào, buông ra. Cậu cướp nó làm gì? Cái này không tính, đúng không? Hai người xem, ai đến này? Cậu đừng đè lên tôi nhé, hai người đang làm gì thế? Tên khốn này cướp mô kim phụ của anh. Đâu có, đây chẳng phải là... Nào, chẳng phải muốn rửa tay gác kiếm sao? Giữ lại làm kỷ niệm. Cậu thôi đi, cậu muốn đem đi bán cho độc nhãn lông. Cậu đừng tưởng tôi không biết, độc nhãn lông thêm cho chúng ta một số không đấy. Vậy là viên mãn mà. Thứ này tượng trưng cho tình cảm mà cậu đem bán lấy tiền. Thôi đi, được rồi. Quyền muội người ta đến rồi. Anh Hồ, anh Mập. Chuyện này phải nói cho rõ ràng. Anh Hồ, anh Mập. Có tay nải. Đây là cái gì thế? Đây chẳng phải là cỏ cửu tử hoàng hồn sao? Cỏ cửu tử hoàng hồn ư? Tên khoa học là Selaginella. Nó chuyên mọc ở vùng sơn cốc núi sâu. Uống vào có thể tiêu tan độc ứ, tiêu giải âm khí ngấm vào xương tủy. Hình như hồi trước tôi nghe mẹ tôi nói cỏ cửu tử hoàng hồn có thể giải được độc tính của máu ban đỏ. Đúng thế. Ở đâu gửi đến vậy? Làm sao tôi biết được? Ở đây có lá thư. Trong thư viết, giáo sư Tôn, một tháng rưỡi trước. Đó chẳng phải là lúc chúng ta đi tìm ông ấy ư? Cậu Hồ, thực ra tôi đã tìm được cỏ cửu tử hoàng hồn lâu rồi, nhưng tôi không hề nói với cậu. Với tính cách của cậu, nếu tôi sớm nói ra, cậu tất nhiên sẽ không đưa tôi đến thôn địa tiên. Thế nên tôi đành phải đưa ra hạ sách này. Cách đây không lâu, tôi phát hiện ra chứng bệnh nan y của mình. Trước khi chết, tôi nhất định phải hoàn thành di nguyện của gia tộc, phá hủy tử thi của phong sư cổ. Bất đắc dĩ, tôi mới phải lợi dụng mọi người, các bạn. Mong các bạn có thể rửa tay gác kiếm hoàn toàn, dùng tài năng đặc biệt của mình cống hiến cho đất nước. Xin mời người làm chứng chứng giám. Tôi Hồ Bát Nhất, tôi Dương Tuyết Lợi, tôi Dương Khải Hoàng, ba người hợp thành Mô Kim Hiệu Úy, hợp ác sống tan ác chết. Hôm nay chúng tôi rửa tay gác kiếm, từ nay về sau không làm nữa. Còn chưa thay nước. Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Quyền muội, sau này Mô Kim Phù giao cho cô giữ. Được, vậy Mô Kim Phù này từ nay sẽ do tôi giữ. Anh đưa Mô Kim Phù cho cô ấy mà không cho tôi. Cho cậu đem bán à? Anh chẳng quan tâm đến tôi chút nào. Quyền muội, anh làm gì thế? Chúng ta thương lượng một chút, cô đưa nó cho tôi. Tôi không, cô đưa nó cho tôi. Không đưa, không đưa. Tôi muốn giữ làm kỷ niệm. Cô quay lại đi, quay lại. Không phải đâu. Cô nghe tôi đi, tôi bảo đảm cùng độc nhãn lông đó. Cô đưa đây đi. Tôi bán nó đi, mọi người sẽ được chia rất nhiều tiền. Cô không đưa cho tôi sao? Tôi gấp lắm rồi. Gấp lắm. Cô đưa cho tôi. Trách tôi, trách tôi. Anh tự dùng biện pháp an toàn chẳng phải là được rồi sao? Làm gì có chuyện thế? Anh Mập, ông chủ của chúng tôi tìm anh có chút việc. Tôi bận, biến đi. Được thôi. Anh Mập, vậy giờ anh đã rảnh chưa? Rảnh rồi, rảnh rồi. Cậu thắng rồi. Này, 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 cầm giúp tôi. Cậu cũng cầm giúp tôi. Đuổi theo hắn. Đứng lại, đứng lại. Đừng có chạy. Đứng lại, tránh ra. Tránh ra. Đứng lại, tránh ra, tránh ra. Đứng lại. Ah!
Hắn còn lừa tôi. Tôi nợ hắn tiền không trả nữa đâu. Đây là cái gì thế? Số tài khoản ngân hàng à? Cái này cũng không giống số điện thoại. Dãy số này chỉ có số 0 và số 9. Tôi biết rồi. Đây là dãy số mật mã. Phim được thuyết minh tại tvhay.org.
Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo VPS miễn phí. Thì đến đây anh em vào trang này cho mình. Katakura.com. Đây, cái trang này Katakura.com. Link trang mình để cho phần mô tả của video. Ở đây có rất là nhiều cái giao diện, cái ứng dụng rất là nhiều. Visual Studio Code. Thế nào? Mình vào Facebook thì mình sẽ có một cái link ra. Voodoo này. Nó sẽ bắt đầu xuất này. Em đặt cốt vào đây. Bạn ơi lắc. Bạn khá là lắc rồi. Mạng cốt đâu rồi nhỉ? Dạ. Mình đã lên. Mẹ gạt mũ quá. Mình đã nó chậm luôn. Có rằng chữ đê. Phát mất thời gian đấy. Cho đồng thẻ siêu rẻ.
Ok, mình sẽ làm luôn. Đâu về đồ xe. Em đợi nó một tí nữa. Đợi lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.